tập tiếp theo của Đoán Ca Dao Tiên Tục Ngữ chào đón hai người chơi cùng với MC Huỳnh Lập. Mình xin tự giới thiệu, mình là Lý Chí An. Công việc hiện tại của mình là một chuyên viên ngân hàng và đồng thời mình cũng là một ca sĩ tự do ạ. Xin chào quý vị khán giả trong chương trình Đoán Ca Dao Tiên Tục Ngữ. Em tên là Hồng Phạm, công việc hiện tại của em là người mẫu và diễn viên. Chủ đề của chúng ta liên quan đến con cái. Cùng bổ sung kiến thức về ca dao tục ngữ. Nghĩa là con voi voi giấu, con châu cháu cháu yêu. Tại vì có cái vần dấu nó, cái chữ dấu nó vần với cái chữ châu cháu mà à, sao? Cũng là tìm một cái biện pháp gieo vần ấu ấu với nhau ha. Cha mẹ sinh con trời sinh. Dạ tính. Hồi hộp. Bây giờ này để coi ai nhanh nhẹn hơn ai nha. Hết rồi. Một con so lo bằng 10 con gà. Đón xem Đoán Ca Dao Tiên Tục Ngữ phát sóng vào lúc 19:10 thứ ba ngày 17 tháng 10 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.